Kính chào quý khán giả. Để phong phú hóa thêm nội dung của trên kênh Colorman, thì từ ngày hôm nay trở đi thì tôi sẽ làm thêm một số cái game tương tác, một số cái game vui nhộn, game ngắn thôi, để cho tất cả mọi người cùng có thể tham gia với Colorman tôi. Và các cái game này sẽ được up trên kênh Colorman Live. Và chính vì vậy cho nên tôi nghĩ ra một cái ý tưởng là sẽ làm một cái kênh Colorman Live, trên đó chỉ làm toàn làm show, mấy cái show mini nhỏ nhỏ cho tất cả mọi người cùng chơi, cùng vui, cùng giải trí, và có khi còn kiếm thêm được một chút xíu tiền nữa. Cái game đầu tiên được khai trương trên cái kênh Colorman Live có tên là Đã Hay Chưa. Cái game này thì rất dễ thôi các bạn tham gia. Nếu các bạn là khách mời của tôi thì cứ mỗi một tập như vậy thì tôi sẽ có 3 khách mời. Game Đã Hay Chưa này chơi rất, hình thức chơi rất là đơn giản. Tôi sẽ có khoảng 10 tới 12 câu hỏi ngẫu nhiên, bất kỳ, và cái người tham gia bắt buộc phải trả lời một cách thành thật. Các bạn không được nói dối nha, nếu các bạn nói dối là mất vui. Bạn sẽ dơ lên, bạn sẽ có hai tấm bảng, chưa hoặc là đã, rồi các bạn dơ lên. Rồi đơn giản là vậy. Và kết thúc game thì một trong ba bạn tham gia, nếu bạn nào có cái câu trả lời hoặc là trong lúc giao lưu với tôi mà tôi thấy bạn đó rất là thú vị, chân thật, thú vị và hài hước, giải trí, thì sẽ có nhận được phần quà từ Colorman tôi, đó là một cái bao lì xì, trong đó có 500 ngàn đủ để cho bạn có thể 10 ngày uống mỗi ngày một ly trà sữa trân châu đường đen, đúng không nè? Rồi thôi bây giờ chúng ta bắt đầu. Hôm nay là tôi có 3 khách mời ở đây, là 3 cô nói chung là rất là xinh đẹp. Thôi đầu tiên thì bạn áo đen đi. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin giới thiệu, tôi là Spider Girl. Tôi được mời đến đây trong một dịp tình cờ thôi. Đi ngang qua thấy cái anh áo vàng này, ảnh dễ thương quá. Xong rồi ảnh nhìn, ảnh cầm cái gì mà đã gì đó. Tôi tưởng là ồ, chắc là thí dụ mình nhào tới ảnh mình sẽ thấy đã. Nani? Cho nên ảnh mời tôi tham gia chương trình này, cái tôi vô đó thì tôi nói là cái sắc đẹp này không có lên TV được, anh phải chạy ra kia anh mua cho tôi cái mặt nạ. Thì thế là anh chạy ra anh mua. Bạn phải có tên tuổi danh tính chứ đâu có giới thiệu vậy được, đúng không? Thì bây giờ cứ lấy tên vậy đi anh. Thì sau đó nếu như mà bạn nào muốn mà hỏi mình á thì làm ơn để cái comment bên dưới nha, thì liên hệ Colorman sẽ dẫn mình tới cái đường link Facebook OK của mình, tức là Facebook của mình nha. Rồi xin mời bạn kế tiếp. Bạn tên gì? Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trang. Dạ hết rồi. Dạ hết rồi. Trang công tác ở đâu? Dạ em đang đi bán trà sữa đường đen, đang nổi tiếng. Còn đây là? Xin chào mọi người, em là Nghi hay còn gọi là Bơ, năm nay 23 tuổi, hiện tại đang là người mẫu tự do. Rồi bây giờ bắt đầu câu hỏi thứ nhất. Các bạn đã từng hôn người cùng giới bao giờ chưa? Rồi mọi người nhìn thấy nè ha, Spider Girl là chưa, Trang là chưa, còn Nghi là đã ở mức độ nào? Khi mà em cảm giác đầu tiên em hôn người cùng giới thì em thấy nó làm sao? Hôn người cùng giới thì em hôn bạn thân em thôi, hôn má thôi. Hôn má rồi hả? Cách đây bao nhiêu lâu rồi? Thường xuyên, bây giờ một tuần vẫn hôn một hai lần. Ủa vậy hả? Cứ tuần nào em cũng đè bạn em ra em hôn hả? Đúng rồi, để em hôn thôi. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Các bạn đã có bao giờ đi nhầm vào toilet nam chưa? Rồi, như vậy ở đây chúng ta có hai bạn đã đi nhầm vào toilet nam. Rồi sẽ phỏng vấn nhanh nè. Bạn Spider Girl, bạn đi nhầm bao nhiêu lần? Thực ra mình nói là đi nhầm là không có đúng. Mình cố tình mình vô luôn. Wow. Mình cố tình mình vô nhà toilet nam luôn. Tại vì sao các bạn biết không? Sinh lý trong người mình mà nó rất là tự nhiên. Thí dụ như bây giờ các bạn thấy các bạn đi một số nơi mà nhà vệ sinh nữ nó quá đông thì các bạn phải làm sao? Mình nghĩ đó không phải là nhầm mà thực sự rất lanh trí. Các bạn vô nhà vệ sinh nam có gì đâu. Đó, mình không tin rằng là nhà vệ sinh nam mà nó không có cái bồn ngồi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đúng không? Người ta
ta đi, người ta đi tiểu là người ta phải đi đại. Thì chắc chắn mình vô mồm ngồi mình đóng cửa lại. Tự tin không có gì hết trơn á, nhiều bạn nữ em này e thẹn ra rồi xếp hàng lâu lắm. Mình là vô, vô luôn chứ nếu như nói đây là nhầm là không đúng. Mình cố tình vô nhà vệ sinh nam. Mình cố tình vô nhà vệ sinh nam. Bạn có nhớ bạn đi vô bao, bạn cố tình đi vô bao nhiêu lần không? Mình cố tình vô bao nhiêu lần á, cái số đó nó tùy thuộc vô cái khả năng chịu đựng của em anh. Dạ, thí dụ em chịu đựng được á, em ra em đứng em vọng vô tường, thí dụ chín phố chín cái, thí dụ em hết thì thôi. Rồi. Chứ nếu như mà em chịu hết nổi là em sẽ chui vô luôn. Rồi, lần gần nhất. Dạ, lần gần nhất á là trong rạp chiếu phim của tuần trước. Dạ, thì lúc mà khi tan phim ra là quá nhiều, đông quá, xếp hàng nữ đông quá. Mà em thấy nam rất là vắng kế bên mà. Dạ, nên em chui vô luôn. Cố tình vô để đi cho lẹ. Dạ, đúng rồi, chứ em chịu hết nổi rồi anh coi. Có anh nam nào phát hiện ra em không? Dạ, thì thật ra cũng có, thì lúc đó em mới nói là... Xong rồi anh bỏ chạy luôn. Không, em không bỏ chạy, em chỉ cười nói là... Hi, nice to see you, in here. Ôi trời. Mấy ảnh bỏ chạy á. Mấy anh không? Không, mấy anh thì cũng nhìn em từ trên xuống dưới vậy thôi nè. Thì nói chung em nói là phụ nữ. Anh tưởng em là dạng giống chuyển giới anh. Mà thật không có, em nói là em phụ nữ. Em cũng chỉ là con gái thôi. Buồn là không hay vui là cười. Rồi, cảm ơn Spider Girl. Còn bạn Trang, bạn cố tình hay là vô tình? Dạ, em cũng cố tình luôn. Dạ, tại vì một lần em đi Coco Beach, xong cái phòng tắm nữ rất là đông. Coco Beach. À, rồi. Phòng tắm nữ rất là đông mà bên phòng tắm nam rất là trống ấy, và mấy anh thấy em kiểu như là cũng đẹp á. Cũng đẹp á. Anh nhường cho em phòng tắm và em đã vô toilet nam. Đó là lần đầu tiên. Có một lần nữa hả? Nhiều lần nữa nhưng mà em không nhớ. Em nghĩ chắc cũng nhiều lần. Rồi lúc đó em vô em có gặp anh nào không? Dạ hình như là không. Dạ hình như là không. Ủa không hả? À dạ không thấy, lại không nhìn thấy anh nào. Ở Spider Girl đi vô trong toilet nam thì có nhìn thấy của anh nào không? Thật ra cũng muốn nhìn, lắm chứ anh. Ôi trời ơi. Dạ tại vì em đâu phải là chuyển giới đâu. Nhưng mà khi vô người ta quay vô không à, mình đâu thấy gì đâu anh. Đó, nhưng mà thôi dù gì thì mình vẫn nghĩ cho mình nhiều hơn nên giải quyết sinh lý vẫn là trên hết. Rồi, chúng ta bắt đầu bước sang câu hỏi thứ ba. Bắt đầu thấy vui rồi đó. Các bạn có bao giờ bị bắt gặp khi đang xì hơi không? Gọi là đánh gấm luôn đó. Ủa sao bạn này có vẻ anh không tin là em không chưa? Cái này là thật sự, có thể là không chơi sức chịu đựng đúng không? Hai bạn đồng ý không? Làm cái gì mà cái gì cũng chưa tôi không tin. Không, đúng tức là mình thôi. Có bao giờ mình bị mắc đánh đấm quá, mình đánh tiếp một cái nhưng mà vô cùng được, mình cũng cố gắng. Trên thực tế là mình sẽ cố gắng mình nén lại để đừng gây tiếng động, có đúng không? Nhưng mà vô tình mình nén sao mà cuối cùng cái tiếng nó còn lớn hơn bình thường và mình bị phát hiện. Thì có thể là em từng đánh đấm rồi nhưng mà chưa ai phát hiện. Đó đó, thằng là nói như vậy nghe hợp lý đúng không? Ok rồi, Trang. Tại vì em giống như là kiểu như là như là mình không chuẩn bị trước cái anh xong rồi, nhưng mà cái tiếng đó như là chỉ có một vài người biết thôi, nhưng mà người ta cũng đè nén luôn, người ta che giấu cho em rất cảm ơn người đó. Dạ, em đã từng rất là mang nhục luôn nhưng vẫn kể. Rồi xin mời Spider Girl. Dạ thực ra thì ông bà ngày xưa người ta có câu cái địch là cái trời cho, nếu ai không địch thì éo ho gầy mò. Dạ thực sự là như vậy. Cái gì mà anh em đưa cái bảng đã lên, tôi đã lên. Dạ đây nè anh, đó bảng đã của em nè. Thì anh biết không, là người ta nói, anh nói nè, anh nói là người ta càng nén, anh biết cái gì là theo quy luật tự nhiên, anh đừng có phải cố gắng kìm nén nó. Mình kìm nén là nó còn ra dữ dội hơn. Cho nên khi mà thí dụ mình mắc thì mình cứ cái bụng nó đi, nghe rất là tự nhiên.
Dạ nhiều lúc thí dụ như nhà em, thí dụ chỉ có mẹ em với em trai với ba em thôi thì em cứ thoải mái. Và thí dụ như nhiều lúc mình đang hát karaoke nữa thì mình bonus thêm một tiếng cũng rồi sau karaoke nữa thì nó cũng dễ thương không có gì hết trơn á. Nên em thấy rằng là cái chuyện đó nó rất là bình thường sinh lý con người thôi. Không, đó là cái mà mình đang nói là mình với bạn mình thì thôi, bạn mình sẽ chấp nhận. Nhưng mà có trường hợp nào ví dụ như mình đang đi ngồi mình làm việc với đối tác không khí mà quá im lặng trong một cái buổi họp giao ban chẳng hạn. Dạ. Thì mình phải xử lý thôi anh. Thí dụ mà mình kêu cái tiết vậy á, xong bắt đầu mình gặp đổ đồ liền. Dạ đúng rồi, mình gọi là mình tung quả mù đó anh, thì chắc chắn không ai để ý đâu, người ta sẽ nghe cái kia liền. Nhưng mà có trường hợp nào là em đã bị phát hiện chưa? Mặc dù là em rất nhanh tay nhanh trí nhưng mà em vẫn không thể xử lý được ấy, dạng như là phải bắt. Thí dụ không có gì á thì thôi kệ mình, thí dụ mình ngồi im luôn anh. Đó, thí dụ mình yến người xuống một cái. Dạ. Câu thứ tư. Các bạn đã có bao giờ mà đi bơi xong rồi mình tè xuống trong hồ bơi không? Bạn trắng. Chưa nữa. Tại vì em không biết bơi. Em không biết bơi nên em không bao giờ mà em đi xuống hồ bơi nữa. Hai bạn này đều chưa, Spider Girl lại tiếp tục là đã. Ủa em thấy bình thường mà anh. Thí dụ như nước hòa vào nước thì vẫn là nước. Đó, nước cộng nước ra nước. Đó, nước cộng nước ra nước. Thì cũng không có gì hết. Chỉ có cái là nước ấm cộng nước lạnh ra nước ấm hơn. Đó. Nói chung mà cái chuyện nói chuyện bình thường mình nói cũng là quay lại một vấn đề câu chuyện sinh lý. Dạ. Em thì là em sống cũng khá bản năng sinh lý, cái gì mà nó tự nhiên là tính là giống người rừng luôn đó. Dạ. Tính là giống người rừng luôn đó. Dạ. Không mình có lố quá thôi, ví dụ như trời có nhiều bạn nó không có ra chất lỏng mà ra chất rắn ở trong đó thì nó kỳ đó. Nhưng mà nhiều lúc ví dụ như mà cứ đi vô bơi mà ví dụ mình đứng nhưng mà mình phải lịch sự. Ví dụ như có những người, có khi mình đang bơi mà cái nhà vệ sinh nó xa quá thì mình hãy nên đến cái chỗ nào ít người đó, mình vô cái góc đó mình đứng, giống như là mình mắc sai là mình đứng làm sao đó mà đừng gây chú ý, xong mình xử lý xong rồi mình ra lại hồ bơi mình bơi mà vào cùng với thiên nhiên cái gì hết. Tại vì em rất là ghét mà dạng như đi tiểu tiện ở trong hồ bơi. Tại vì em rất là dị ứng ấy, tiểu đi là nó sẽ báo cho mình nhiều hơn là cái đánh rắm ấy, nên mình phải chuẩn bị trước. Nên cái đó em sẽ chạy vào toilet trước khi là nó đã quá muộn đấy. Nhưng em nghĩ vấn đề đó có thể giải quyết được. Tính ra là Spider Girl đây là sống lối sống hoang dã đó, là tại ở đâu cũng được hết. Dạ. Hoang dã quá luôn đó. Nhưng mà mình phải thật tâm anh ơi, em nghe bạn này nói là có vẻ giống như không là thực sự là bạn biết là đang trên màn hình. No. Hồi nãy trước khi vô chương trình bà nói với tôi là có mà. Không có này mọi người chú ý nha, thật ra cô đúng. Cô nói vô không có đâu. Bà nhận đi. Bình thường. Còn cái cô Nghi này nữa, lại chưa nữa. Anh thật không tin luôn. Chưa, tại vì á, với lại em nghĩ á, khi mà mình mắc tiểu á thì cái dấu hiệu nó sẽ báo trước nhiều hơn, lâu hơn. Thì cái thời gian đó mình cũng sẽ chuẩn bị rồi. Quan trọng hơn là em không có biết bơi. Ít khi nào mà em đi xuống hồ bơi lắm, nhiều lắm là ví dụ mà có hoạt động bơi lội thì em mặc đồ bơi đi được. Chụp hình xong ảo check in thôi chứ thực sự là không biết bơi. Vậy là chỉ có những người xuống hồ bơi thôi đúng không? Em nghĩ có một cái gì nó rất là tùy, tại vì cái nước nó ra màu vàng đúng không? Mà nước hồ bơi nó màu xanh. Ở trên người mà nó cứu hộ mới nhìn xuống là thấy tự nhiên một vùng nó màu xanh lè. Trời đất ơi, người mà trời chứ đâu phải là quái vật đâu mà nguyên một vùng. Trong khi bây giờ có 10 phần màu xanh mà chỉ có 1.5 phần màu vàng thì nó vẫn sẽ là màu xanh. Kỳ. Nói chung nó cũng chỉ là bản năng thôi, mình nói chỉ cho vui vậy thôi, nhưng thực sự nếu như mình có ý thức thì trước khi mình đi bơi thì mình nên đi vệ sinh trước. Đúng. Vỗ tay. Thực sự là như vậy luôn đúng không? Cho nên là mình chỉ nói vui vui vậy thôi, nhưng nếu như các bạn xử lý được trong tình huống đó thì các bạn nên xử lý trước, chứ đừng có làm như vậy ô nhiễm cái môi trường mà trong xanh của trẻ thơ đó. Nhưng mà thú thật là có. Thì thật ra cũng vài lần có. Thì đương nhiên có người mà. Đúng rồi. Không phải thật. Với vấn đề là mình có, nhưng mà mình thấy mình cũng thấy cảm thấy có lỗi khi mà mình phóng uế xuống dưới hồ bơi. Thì cũng sai vài lần. Rồi đó. Sau đó thì cũng hối lỗi thì
Thí dụ mà nếu như mà có những lần sau thì nói chung là sau cái cuộc phỏng vấn này mình sẽ phải điều tiết lại, điều chỉnh lại. Dạ đúng rồi, dạ sai, cái đó là sai nha các bạn, sai. Biết sai. Rồi, cảm ơn bạn Spider-Girl là bạn đã rất là trung thực, đúng không? Quý khán giả, mình biết là đôi lúc, thật sự luôn, đôi lúc mà đi bơi, nhiều khi mình không kèm được. Và một cái nữa mà tôi nghĩ rằng cái này là chắc chắn có, đôi lúc là không phải là cái bản năng không đâu, mà mình lười. Đó. Mình lười, mà cái này nói thật sự luôn á, có đôi lúc, bản thân tôi cũng có lúc rồi. Bản thân tôi cũng có lúc rồi. Hồi nhỏ đó, đi bơi là cái làm biếng lên bờ, tại vì đi lên bờ rồi phải chạy vô toilet nó xa quá. Mà mình nhiều khi mình làm đại dưới luôn, nhưng mà cái cảm giác nó làm đại dưới nước nó cũng đã lắm đó. Cho nên tôi nghĩ cái đó cũng là một trong những cái yếu tố. Nhưng cái này mình nói thật, nhưng mà sau đó mình khi mình lớn chút mình sẽ có ý thức. Và tôi nghĩ cái này là mình các bạn đều đâu đó là cái lúc mình còn bé kìa. Chứ đâu có giờ cái tuổi bây giờ mà 20 mấy rồi mà phóng uế dưới đó thì đúng là sai thật. Cho nên là đừng có quý khán giả nào mà mình thử xong rồi mình vô đây mình thú thật nữa nha. Tại câu hỏi này sẽ được hỏi đi hỏi lại rất nhiều người. Câu hỏi thứ 5. Các bạn đã từng bao giờ xem phim sex chưa? Sao vậy? Rồi, đó, bây giờ mới thấy Nghi xuất hiện. Ước gì em đã không lỡ lời. Rồi nó đó, là mình rồi. Spider-Girl. Chưa thiệt hả? Này, em thấy có sự giá hiện, đây. Cái này là hiện tượng lạ đó. Chị vô bảng trắng đi, là có đó. Cái gì vậy? Chưa, Spider-Girl còn tin. Spider-Girl còn tin. Gọi người yêu dấu. Giờ này anh đang nói đâu. Ủa, không tin đâu nghĩa là... Liên quan là không ngồi sao em đó. Ủa, đúng. Không, bạn này là đã, mình là chưa, mình vẫn khẳng định mình là chưa. Giờ tôi hỏi luôn nè, bạn chưa nhưng mà bạn có thích không? Thích chưa. Ủa chưa coi sao biết thích? Chắc nghĩ là thích á, nhưng mà chưa dám coi, sợ. Sợ gì? Mắc cỡ. Hay là sợ là vì chưa có người coi cùa, coi chung? Đó, thật ra nó tràn lan trên mạng rồi. Và Việt Nam mình là nằm trong đất nước là coi như tìm kiếm phim sex nhiều nhất thế giới. Đó, thực sự là vậy. Thông tin nó đâu ra vậy? Thật ra là có. Ủa, đẹp luôn hả? Trong những quốc gia. Tại vì nó giống nói là cái gì càng cấm thì cái này tôi biết sẽ càng làm. Dạ. Nhưng mà Spider-Girl thì bên cạnh, bởi vì chưa thực sự hiện tại thì cái đó coi để không biết là các bạn làm gì, có thể coi là giải trí, nhưng đối với Spider-Girl thì giải trí mình còn có nhiều hình thức khác. Spider-Girl thích chơi game hơn, ví dụ như là chơi game hoặc là coi phim ảnh gì đó thì thoải mái hơn, chứ không thích coi phim sex. Tại vì khi mà thấy trên truyền hình mà ví dụ như hai con nhộng á thì nói chung cũng không có đặc biệt, nói chung cái cảm giác nó không có enjoy lắm khi mà coi phim. Dạ, cho nên là thực ra coi thì vẫn được, nhưng do cái lòng của mình không thích thôi. Nói dối. Lòng của mình không thích thôi. Lòng của mình không thích thôi. Làm gì anh hơn. Còn Trang đã xem rồi và xem bao nhiêu lần rồi? Cái này là giống như là cái một trang web mà nó em bấm vô link luôn á, Facebook luôn, anh lên hàng đầu luôn. Bấm vô này, vô này. Trang chủ. Bấm vô link và cái link đó là link hình bậy bạ đó. Là em chứ kiểu như là ai sẽ bấm vô link đó. Nó là video hay là hình? Cái video luôn á. À, video. Dạ. Thì trung bình là mỗi lần em coi vậy em dành thời gian bao nhiêu lâu để em coi chứ? Cái lần vô tình thì em mới coi thôi chứ không phải là để dành thời gian để coi nó. Không, hiểu. Nhưng mà cái lần vô tình đó mình coi bao nhiêu lâu? À, là... Còn 60 phút không? Dạ, tính ra là coi hết luôn nhưng mà không được 60 phút. Thì tính ra là coi hết luôn nhưng mà không được 60 phút. 12 phút 30 giây. Vô tình thì em mới coi thôi chứ không phải là để dành thời gian để coi nó. Dạ, tính ra là coi hết luôn nhưng mà không được 60 phút. 12 phút 30 giây. Không, cái này là thật sự là nếu như cái phim đó mà nó kéo dài 120 phút thì bạn Trang cũng sẽ coi hết đúng không? Tại vì cái video nó có 12 phút 30 giây. Rồi, còn Nghi. Còn em thì hồi xưa không biết mấy bạn có nhớ không, mà có một cái sự cố là bạn anh thì lúc đó ở trong trường em á thì mọi người đều
xem cái clip đó. Ở trong lớp mọi người ai cũng xem hết, lúc đó em tò mò em xem. Em xem cùng với lại mấy bạn trong lớp luôn. Rất là kỳ kỳ. Thì từ đó cho đi thì sau này em không có tìm để xem những cái thể loại đó. Nhưng mà những cái phim mà phim điện ảnh mà có những cái cảnh nóng thì em vẫn xem. Anh hỏi thêm một xíu là lúc mà lần đầu tiên em thì nghe người ta đồn xong mình lên mình coi, lúc mình coi mình thấy làm sao cảm giác đó. Cái này nó thật sự nha, có những bạn rất là sợ, thật sự là hơi sợ, tại vì lúc sợ. Đó là nguyên một lớp á về ra chơi mà ngồi tụm lại coi trong một cái điện thoại của một thằng giàu nhất lớp, lúc đó là học cấp 2 chưa có điện thoại. Thì sợ là giáo viên ở ngoài bắt gặp, lúc đó là vừa sợ mà thấy nó hơi ghê ghê, thì tại vì cái lúc đó là còn quá nhỏ để biết tới cái thế giới đó. Và từ đó về sau không xem nữa. Thì thấy nó thật sự là nó đóng phim luôn. Từ đó về sau thì cảm thấy thích và đi tìm kiếm luôn, coi luôn. Bảy. Rồi, thôi thì chắc là hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng ta làm cái show Đã Hay Chưa tập đầu tiên. Mặc dù nó rất là ngắn ngủi nhưng mà tôi nghĩ là nó là một cái nơi mà thật sự có nhiều chuyện mà nó là cái chuyện có thật, mình nói ra thì mình lại cảm thấy nó cũng thú vị. Và nói gì thì nói, tôi nghĩ rằng cái chương trình này nói thì nó vẫn ít nhiều gì nó cũng mang tới tiếng cười và một cái sự thư giãn cho các bạn trong giờ nghỉ giải lao. Cho nên là có thể các bạn cũng rất mong các bạn đóng góp thật nhiều câu, nhiều cái câu hỏi thật vui nữa, và cũng đừng, các bạn cũng đừng quên là rủ bạn bè đăng ký. Và để kết thúc cái game Đã Hay Chưa tập 1 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái phần quà như đã hứa với một trong ba bạn mà chúng ta nghĩ rằng là vui nhất, thú vị nhất, chân thành nhất, trung thực nhất. Colorman, tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn bạn Spider Girl. Các hai bạn nghĩ sao? Dạ. Thôi thì vậy, chúc mừng Spider Girl. Và một cái điều kiện để nhận được cái phần quà này là bạn Spider Girl phải tháo chiếc mặt nạ xuống để chứng tỏ sự trọng thị đối với món quà của tôi và đối với khán giả, đúng không nào? Em sẽ thay mặt nha. Thay mặt em mở mặt nạ cô Spider Girl. Để Spider Girl tự mở đây. Ví dụ mà Spider Girl vẫn quyết định là giữ cái mặt nạ này được không ạ? Tại vì muốn giữ danh tính của mình. Thì ví dụ như những chương trình sau thì Spider Girl nếu như có tham gia thì Spider Girl hứa với các bạn rằng là Spider Girl sẽ gỡ mặt nạ ra. Còn lần này vì là số đầu tiên cho nên là Spider Girl muốn giữ luôn cái mặt nạ này của mình. Có được không ạ? Không được. Nếu như vậy thì thôi, cái phần quà này mình xin nhường lại cho người khác. Spider Girl nghĩ sao? Dạ, Spider Girl đồng ý. Thôi bây giờ mình về đi, Spider Girl cho Spider Girl hé lộ ra tới lỗ mũi thôi. Đúng rồi, ít ra phải thấy cái cặp mắt đúng không? Rồi. Ồ, hé lộ tới lỗ mũi thì là cái cặp mắt làm sao? Kéo xuống đây, tới đây thôi. Ừ, từ từ xuống chút nữa. Vậy là gần hết nửa mặt rồi, dạ xong. Rồi, thôi đây là một cái phần quà không làm khó Spider Girl nữa nha. Dạ vâng ạ. Rồi. Em cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái chương trình Đã Hay Chưa. Và đừng quên subscribe kênh Color Man Live để xem rất là nhiều show ngắn, rất là dễ thương, rất là vui và rất là xàm. Yeah!